Không lẽ cô thật lòng muốn lấy Gia Bảo sao? Dạ, con thật lòng muốn lấy Gia Bảo. Lan Anh, Lan Anh à, con đã nói là con sẽ chứng tỏ cho cô thấy. Con làm được tới đâu, con nhất định làm cho cô phải tin con. Tôi chịu thua, cho nên tôi xin cô hãy buông tha cho thằng Bảo đi. Con xin lỗi, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Cô nói cái gì? Con cam đoan với cô là đứa con dâu này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng đâu. Ở đâu ra cái loại con gái hoang tưởng, điên rồ, thiếu tự trọng như mày vậy hả? Mày tính leo lên đầu tao ngồi thì mày mới hả dạ phải không? Mọi người thôi đi, em đứng dậy đi Lan Anh. Ai cho phép nó đứng? Chuyện của con và Lan Anh quyết định xong rồi mà. Sao con còn chưa tỉnh ra hả Gia Bảo? Con hành xử như một đứa con nít đang trong thời điểm quan trọng mà con lại để cho một đứa con gái làm rối tung lên mọi chuyện như vậy. Cuối cùng là con muốn cái gì đây? Con đã nói với má rồi, ngoài Lan Anh ra con không muốn cưới một người con gái nào khác. Bảo à, con đã quyết rồi. Con muốn thấy má chết hả Bảo? Nếu má không muốn thấy con chết thì chấp nhận cho tụi con cưới nhau đi. Bảo, sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.